Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật bất ngờ về vận mệnh cuộc đời của người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Số trời định sẵn, khổ trước sướng sau. Hưởng phúc lộc tổ tiên, từ 51 tuổi đến thời đổi vận giàu sang phú quý, hậu vận cuộc sống đủ đầy sung túc, an nhàn hưởng phúc lớn bên con cháu. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 thân mến, nhiều người hỏi tôi rằng, không hiểu sao họ sống đã quá nửa đời người mà vẫn không hết khổ, tại sao làm việc chăm chỉ quanh năm ngày tháng mà vẫn nợ nần túng quẫn, không ngóc đầu lên được. Nhưng lại có những người đẻ ra đã vượt qua vạch đích, chẳng cần làm gì, cũng thừa hưởng cả gia tài cơ nghiệp bạc tỷ, tiêu mấy đời mấy kiếp cũng không hết. Đó là do số mệnh an bài của mỗi người, và chỉ những người nhìn thấy trước vận mệnh thì mới có thể thay đổi hiện thực khắc nghiệt đó. Sự may mắn cũng như vận quý nhân của bản mệnh không chỉ đơn giản do mệnh tốt, mệnh quý mà có được còn là nhờ chính bản thân con giáp này tốt bụng và chân thành trong đối nhân xử thế. Dường như chẳng khó khăn nào có thể làm Giáp Dần ngã gục khi mà luôn có quý nhân bên cạnh bản mệnh dũng cảm, kiên cường, làm gì cũng nỗ lực hết mình nên sẽ được mọi người yêu mến. Cũng được không ít người giúp đỡ, ủng hộ trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nhờ thế mà đường đời cũng bằng phẳng hơn gấp nhiều phần. Dù đang trong hoàn cảnh khó khăn thì con giáp này cũng sẽ lạc quan, yêu đời, coi việc giúp người cũng là giúp mình, chứ chẳng đòi hỏi được báo đáp. Con giáp này cả đời luôn được quý nhân ở bên tương trợ, một phần nhờ thế mà may mắn luôn ở bên mình, muốn gì được nấy. Mới đây nhất, các thầy tử vi tiết lộ rằng, từ 51 tuổi tới đây, người tuổi Giáp Dần sinh 1974 là con giáp khổ tận cam lai. Trước đây khó khăn bao nhiêu, vất vả bao nhiêu, thì tới từ 51 tuổi trở đi sẽ được sung túc và giàu có bấy nhiêu. Nếu nắm bắt được thời cơ thì chắc chắn quý mệnh chủ sẽ trở thành con giáp vừa giàu có, vừa nhàn hạ, phúc đức đầy tay, mọi khổ cực đều tan biến, thay vào đó là sự an yên, nhiều tiền và viên mãn. Vậy, để biết được vận trình cụ thể về tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 sẽ diễn biến ra sao, bản thân cần phải làm gì để nắm bắt được cơ may trời ban và tránh xa xui xẻo đeo bám, thì ngay bây giờ cùng với Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu nhé. Giáp Dần nhờ có quý nhân phù trợ, tu nhân tích đức, phước trời ban cho thì chắc hẳn là nhiều quý mệnh chủ Giáp Dần 1974 đang cực lực làm việc. Có người đã tích lũy được một chút của cải, mua nhà, sắm xe, của cải đề huề. Tuy nhiên, có nhiều người trong hoàn cảnh khác thì không may mắn được như vậy. Nhiều quý mệnh chủ đã thăng phiền với Minh Đường Tử Vi rằng làm thì vất vả như trâu, như ngựa, mà tiền đâu chẳng thấy, nợ nần cứ ngày một chồng chất. Không biết bao giờ mới hết khổ, thì sau đây sẽ là những hé lộ của các thầy tử vi về tuổi Giáp Dần có biết bao cơ hội đổi đời giàu sang, sẽ đổi vận phát tài, giàu nhanh chóng mặt. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về vận mệnh tử vi của cuộc đời tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả điểm nhanh qua tính cách người tuổi Giáp Dần 1974 có điểm gì nổi bật ngay sau đây. Tuổi Giáp Dần là người không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn, nghịch cảnh, quan điểm của người này là khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng vang dội, hãnh diện bấy nhiêu, Giáp Dần bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị, họ sẽ không làm những công việc tầm thường, vô ích, không đem lại cho mình tiến tăm. Người tuổi Giáp Dần tượng trưng cho sự uy quyền và tính liều lĩnh, thích mạo hiểm, thích làm những việc động trời để khiến mọi người phải chú ý tới. Tuổi Giáp Dần có tính tập trung cao, khi họ đã làm việc gì thì quên hết mọi thứ xung quanh, luôn đem hết tất cả sức lực và tinh thần mà hành sự một cách thông minh. Có tầm nhìn xa rộng, những chú hổ học hỏi rất nhanh, có thể nắm bắt mọi thứ trong chớp mắt,
họ có thể dễ dàng chuyển từ công việc này sang công việc khác cùng lúc. Trong suốt cuộc đời mình, Giáp Dần đổi việc rất nhiều, họ thấy vui vẻ trong những vai trò khác nhau và làm tốt nhất khi phải gánh trách nhiệm trên vai. Quyết đoán và dũng cảm, nên tuổi Giáp Dần sẽ chẳng bao giờ lùi bước trước thử thách, nơi đâu có hiểm nguy, khó khăn thì hổ sẽ lao vào. Khi người khác trùng chân tìm lối khác, hổ cũng vượt lên trên đương đầu. Và khi không ai dám bảo vệ kẻ yếu, những người bị áp bức, chà đạp, bị chối bỏ, thì với lòng quả cảm, không hề e dè hay sợ sệt, những chú hổ sẵn sàng cầm chắc tay kiếm lao vào kẻ địch, mang đầy tính nhân ái. Hổ dù mạnh mẽ, nhưng trái tim luôn nồng cháy, cởi mở và chân thành, Giáp Dần luôn đấu tranh cho quyền lợi của mình và những người mà họ yêu thương. Họ là những người khó đoán và chưa bao giờ được đánh giá một cách đúng mức cả. Họ thích nghi nhanh và luôn là người dẫn đầu trong mọi cuộc chơi. Đó là những người thẳng thắn, trung thực, công bằng, luôn thể hiện những mặt tốt đẹp của mình. Với những ai quen biết, họ tôn trọng truyền thống là một trong những nét tính cách đặc trưng của người tuổi Giáp Dần. Khi một ai đó làm trái ý hay gây hại cho người tuổi Giáp Dần, thì người đó hãy cẩn thận, bởi Giáp Dần có tính thù dai, lòng oán hận, có thể khiến họ làm bất cứ việc gì, dùng bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Cuộc đời người tuổi Giáp Dần khá thăng trầm, khi lên voi, lúc xuống chó, bởi lúc nào họ cũng thấy bất mãn, không vừa ý với chính mình. Hổ ở phương Đông là tượng trưng cho quyền lực, nhiệt tình và mạnh bạo. Họ cũng là một người vui tính, ưa kết bạn, thu hút sự chú ý của mọi người và rất khó nắm bắt. Giáp Dần luôn được mọi người kính trọng, nếu làm sếp thì sẽ khiến mọi người sợ sệt như cọp vậy. Họ có thể giúp gia đình tránh được nhiều nạn lớn. Với sự mạnh mẽ, cùng sức sống sôi nổi, lạc quan, cuộc đời Giáp Dần sẽ khơi gợi những tình cảm trong lòng mọi người, khiến họ chẳng thể nào lạnh nhạt, cô đơn. Nói tóm lại, người tuổi Giáp Dần đầy sức thu hút, sẽ trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Do sinh ra đã có tố chất không hề biết mệt mỏi và hơi lỗ mãn, nên thường hành động rất nhanh. Giáp Dần cũng là người đang nghi hay dao động, nên dễ đưa ra những quyết định vội vàng. Họ rất khó tin tưởng người khác và không bao giờ chịu để ấm ức giấu trong lòng. Đồng thời, Giáp Dần lại là một người thành thật, giàu tình cảm và khẳng khái. Hơn nữa, còn có khiếu hài hước tuyệt vời. Đa phần tuổi Giáp Dần từ nhỏ đã không được may mắn về tình cảm. Cuộc sống sau hôn nhân của họ sẽ không được may mắn như những tuổi khác. Tuy nhiên, trong công việc cũng như sự nghiệp thì có nhiều điểm sáng và khá thành công. Bước sang tuổi trung niên, có vận may về tài lộc, của cải tích trữ nhiều, cuộc sống êm ấm, hạnh phúc về già, được hưởng phúc từ con cháu. Giáp Dần là mẫu người mạnh mẽ và phóng khoáng, cho nên những công việc ngoài xã hội sẽ rất thích hợp với họ. Tuy nhiên, họ lại rất biết cách chăm sóc người thân và dạy dỗ con cái. Vì vậy, đối với vấn đề gia đạo, Giáp Dần cũng có đạt được một số thành tựu đáng nể. Giáp Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi, điều đó giúp cho họ thu thập được thông tin, kiến thức ở bất kỳ đâu, với con mắt nhìn xa trông rộng. Tuổi này có thể nhìn nhận phân tích vấn đề một cách logic, khoa học, ít khi họ bị mắc phải những sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Những việc người khác không làm được thì Giáp Dần lại giải quyết nhanh chóng, lý do bởi họ không bao giờ sợ hãi, khuất phục trước công việc khó khăn nào. Họ coi trọng danh dự và chữ tín của mình, có trách nhiệm với công việc và mọi người xung quanh. Chính vì thế Giáp Dần thường hay ra tay bảo vệ những con người yếu đuối, khổ cực. Giáp Dần rất mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực khắc nghiệt của công việc. Họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi, hưởng thụ. Khi chưa có địa vị quyền lực trong tay, Giáp Dần là những con người thời hiện đại, nhưng không bao giờ đi ngược lại với văn hóa của truyền thống. Họ rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ cho mọi người. Nhưng một khi danh dự, lòng tự trọng của họ bị xúc phạm, thì Giáp Dần sẽ căm ghét, ôm lòng thù hận người đó. Họ không bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân, bởi vậy mà người này luôn cố gắng phấn đấu, chăm chỉ làm việc, thời gian rảnh rỗi của họ là rất hiếm. Giáp Dần vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm họ lại là người sống giàu tình cảm. Họ rất thật thà, chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối, lợi dụng ai. Giữa đám đông, tuổi hổ luôn năng động, nhiệt tình, nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, dường như người này luôn lạc quan, yêu đời. Không bao giờ cảm thấy áp lực mệt mỏi trong cuộc sống, bình thường người này khá hài hước và hiền lành, nhưng mỗi khi nóng giận nổi lên thì sẽ khó có thể kiềm chế được bản thân mình. Không ít lần cơn nóng giận ấy khiến cho họ mắc phải những sai lầm không đáng có một cách nghiêm trọng. Suy cho cùng, đó đã là bản chất của Giáp Dần rồi, nên khó có thể khắc phục được. Giáp Dần khi còn trẻ ham muốn học hỏi, thông minh hơn bạn bè cùng trang lứa, càng trưởng thành, họ càng đam mê tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ ở xung quanh. Nếu phải lựa chọn giữa cuộc sống an nhàn, bình yên, tầm thường với cuộc sống xa hoa, sung sướng, thì Giáp Dần sẽ đấu tranh để hướng tới cuộc sống xa hoa,
uy quyền. Nam mệnh Giáp Dần, xem tử vi thấy rằng cuộc đời của Giáp Dần thường gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ, giúp đỡ mỗi khi khó khăn hoạn nạn. Tuổi thơ dù không được sung sướng, đầy đủ như bao đứa trẻ khác, nhưng cũng không phải chịu khó khăn vất vả, nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp. Giáp Dần có mối quan hệ rộng rãi và được mọi người xung quanh yêu mến, kính nể, họ có thể dễ dàng đạt được thành công mà không phải trải qua những gian nan thử thách. Nữ mệnh Giáp Dần từ nhỏ đã không được may mắn về tình cảm, cuộc sống sau hôn nhân của họ sẽ không được may mắn như những tuổi khác. Tuy nhiên trong công việc cũng như sự nghiệp thì có nhiều điểm sáng và khá thành công. Bước sang tuổi trung niên có vận may về tài lộc, của cải tích trữ nhiều, cuộc sống êm ấm, hạnh phúc, về già được hưởng phúc từ con cháu. Tuy lúc nhỏ phải chịu nhiều vất vả, nhưng lớn lên tình duyên lại khá tốt, có vận may về tài chính, cuối đời được hưởng phúc lộc, theo tử vi tuổi Dần. Những người này hưởng tuổi thọ từ 68 đến 78 tuổi, nếu sống thân thiện, hiền lành, tích nhiều phúc đức thì sẽ được gia tăng thêm tuổi thọ. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả cùng đến với phần luận giải chi tiết về vận trình tử vi các phương diện của tuổi Giáp Dần sinh 1974, vận trình cụ thể trên từng phương diện như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Giáp Dần là con giáp làm việc tích cực, nhiệt tình, có trách nhiệm, họ rất ham học hỏi, cũng rất tự tin vào khả năng của bản thân, dũng cảm đón nhận những ý tưởng mới, quyết đoán và dứt khoát, họ thích đón nhận những thách thức của cuộc đời, đã xác định mục tiêu thì sẵn sàng chịu khó, chịu khổ để đạt được thành công. Tài lộc và công việc sự nghiệp của một người có mối quan hệ mật thiết với nhau, có cơ hội thăng tiến hay không, phải làm sao mới được cấp trên cân nhắc, nắm bắt được cơ hội thăng chức, tăng lương như thế nào, liệu có bị tiểu nhân lợi dụng ngán đường, đây là những vấn đề không của riêng ai. Không chỉ những người theo nghiệp quan chức mà những người theo con đường khác như nhân viên hành chính, công nhân, người làm ăn kinh doanh đều rất quan tâm. Những người sinh năm Hổ hợp với công việc có tính cạnh tranh, trong môi trường biến đổi nhanh chóng và náo nhiệt, họ lại càng có khả năng thể hiện phản ứng linh hoạt và khả năng phán đoán hơn người của mình. Vận tài lộc không thuận sẽ ảnh hưởng đến tài chính, bởi phần lớn mọi người đều trông cậy vào công việc, sự nghiệp để tăng thu nhập, muốn có cuộc sống sung túc, giàu sang thì trước tiên phải tập trung làm việc, phát triển sự nghiệp. Giáp Dần có giả tâm và tham vọng rất lớn, luôn chú tâm gây dựng sự nghiệp, họ luôn đặc biệt không chấp nhận mọi chuyện tiến triển quá muộn, không hài lòng với những nghề quá ổn định, không có nhiều thay đổi. Những thách thức vừa phải sẽ khiến họ có thể có thêm động lực đi đến thành công. Nam mệnh tuổi hợp làm ăn, Giáp Dần nên hợp tác làm ăn với các tuổi Mậu Ngọ, Quý Hợi, Giáp Dần, Canh Thân để công việc làm ăn tiến triển thuận lợi và đạt hiệu quả cao hơn. Mối quan hệ hợp tác này sẽ giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuổi Đại Kỵ, chọn tuổi phù hợp trong làm ăn hay kết duyên giúp chúng ta sẽ tăng thêm may mắn cho bản thân mình. Nam mệnh Giáp Dần không nên kết hợp với tuổi Tân Dậu, Kỷ Dậu, Kỷ Tỵ, Ất Mão, Đinh Tỵ, bởi đó là những tuổi Đại Kỵ không phù hợp kết duyên hay hợp tác làm ăn. Ngày giờ xuất hành hợp nhất với Giáp Dần là người cẩn thận, tỉ mỉ và kiên trì trong công việc. Không có bất kỳ khó khăn nào khuất phục được họ. Tuy nhiên, để công việc diễn ra thuận lợi, suôn sẻ hơn thì nên xuất hành vào giờ lẽ, tháng lẽ. Nữ mệnh Giáp Dần tuổi hợp làm ăn. Nếu trong công việc sự nghiệp mà nữ Giáp Dần muốn tìm một vài người để hợp tác làm ăn, thì theo tử vi số mệnh những con giáp sau đây sẽ rất phù hợp, đem lại nhiều may mắn về tiền bạc, giúp các vụ làm ăn thành công tốt đẹp, đó là Giáp Dần, Mậu Ngọ và Canh Thân. Những con giáp này có thể được coi là quý nhân của nữ mệnh Giáp Dần, họ sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp như ý muốn đến với mệnh chủ. Tuổi Đại Kỵ, nếu có hợp tác đầu tư làm ăn, kinh doanh, nên tránh các tuổi sau đây, Ất Mão, Đinh Tỵ, Tân Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Tỵ, Kỷ Dậu, các tuổi trên xung khắc với nữ tuổi Giáp Dần. Nên nếu hợp tác đầu tư sẽ đem đến sự không thuận lợi và kém may mắn, cũng không nên kết hôn với các tuổi này bởi sẽ khiến gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Cuộc sống vất vả, nhưng nếu đã lỡ phải lòng nhau rồi thì cách tốt nhất để vẹn toàn đôi bên đó chính là làm việc thiện, tu tâm tích đức, chú trọng làm ăn. Ngày giờ xuất hành hợp nhất cũng là một việc làm rất ý nghĩa và quan trọng. Nữ mệnh Giáp Dần khi ra ngoài làm ăn, buôn bán, khai trương cửa hàng hay đầu tư kinh doanh thì nên chọn giờ chẵn, ngày chẵn, tháng chẵn thì sẽ rất thuận lợi và có nhiều may mắn. Xét về phương diện tài lộc. Kiếm được tiền là phát tài phát lộc, song biết giữ tiền chi tiêu ít cũng là một dạng phát tài. Nhiều người tài lộc tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng lại tiêu rất ít. Cũng có người tài lộc vượn mà chẳng tiết kiệm được là bao, đó là vì mệnh họ giữ tài không hậu, vận tài lộc lưu niên không được tốt, tiền kiếm được nhiều mà tiêu hết cũng nhanh. Giáp Dần sảng khoái, chính trực, quản giao, quan hệ xã hội tốt. Chính vì vậy mà tài lộc cũng không tồi,
cả đời sung túc, không lo cơm áo, cuộc sống lạc quan, yêu đời, nhân duyên tốt, lại không bao giờ so tính thiệt hơn, nên dù kiếm được tiền, nhưng người này không có suy nghĩ tiết kiệm, số tiền dành dụm được cũng không quá nhiều, một khi tiền bạc dư giả, sẽ nghĩ ngay cách để ăn tiêu, nhiều khi hoang tàn vung tay quá chán. Đây là người yêu cầu rất cao về vật chất, thích những đồ xa xỉ, quần áo phải là hàng hiệu đắt tiền, chính vì thế mà thu không bù nổi chi, khả năng quản lý tài chính gần như bằng không. Khi còn trẻ thường hay lãng phí tiền bạc, tới khi kết hôn thì dần dần mới nhận thức được tầm quan trọng của đồng tiền, hậu vận kinh tế dần khấm khá. Bản thân mệnh cách tuổi Giáp Dần đã có số vượng tài, đặc biệt từ 51 tuổi sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ, mệnh chủ cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ điều này. Công việc có nhiều phần đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng, chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài, muốn có hoạnh tài bất ngờ, thì mệnh chủ có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thực tốt, có như thế mới tránh được thiệt hại về tiền của. Từ nay trở đi nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc, nếu chưa sắp xếp được thời gian thì dồn công sức cho một việc, thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Dù hứa hẹn có khá nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nhưng tuổi Giáp Dần nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm làm đầu, hết sức tránh tình trạng lãng phí, kẻo tiền mồ hôi xương máu kiếm được sẽ một đi không trở lại. Có thời điểm Giáp Dần sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực về tài chính, cả khách quan và chủ quan, tuy nhiên ảnh hưởng không quá lớn. Trong gian khó mệnh chủ vẫn tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người, quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo. Khi còn trẻ, Giáp Dần có đời sống tình cảm phong phú, thích phiêu lưu trong chuyện tình ái, họ sở hữu sức quyến rũ mãnh liệt, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Vận đào hoa của người này khá tốt, vì có nét duyên ngầm nên vẫn có nhiều người thầm thương trộm nhớ, theo đuổi họ một cách nhiệt tình. Trong tình yêu, Giáp Dần sẽ thể hiện thái độ yêu ghét rõ ràng, họ thích chinh phục đối phương bằng những hành động sôi nổi, nhiệt tình. Mối tình của họ luôn lãng mạn và nồng nhiệt, khiến đối phương phải mê đắm. Ngoài ra họ cũng sẵn lòng tỏ ra khoan dung cho những lỗi lầm của người yêu. Tóm lại, người tuổi Giáp Dần luôn được đánh giá là một người tình hoàn hảo, đầy thú vị. Tình yêu và hôn nhân của Giáp Dần đều diễn ra không mấy thuận lợi. Tình yêu của họ dù luôn thắm thiết cháy bỏng, nhưng đến cuối cùng vẫn phải kết thúc trong đau thương. Quan niệm dân gian cho rằng Giáp Dần cao số nên là đứt đoạn chuyện tình duyên. Trên thực tế, phần lớn các mối tình tan vỡ với nguyên nhân là do tính cách thất thường và chính kiến quá mạnh mẽ của Giáp Dần. Thêm vào đó họ thường hay tỏ ra ghen tuông và thích chiếm hữu, nên khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt. Để sớm tìm được hạnh phúc cho đời mình, Giáp Dần cần phải biết cách khắc chế tâm tình bất định của bản thân, đồng thời họ cũng phải tôn trọng sự riêng tư, cá nhân của người yêu, thì mối tình đó mới có thể duy trì lâu bền. Sau khi kết hôn, Giáp Dần sẽ tỏ ra quan tâm, chăm sóc tận tình với người bạn đời, thỉnh thoảng họ vẫn tỏ ra gia trưởng, nhất quyết làm theo ý muốn của bản thân, thế nhưng bản chất của họ là sự lương thiện, nên chỉ cần được xoay rượu thì họ vẫn nhanh chóng nguôi giận. Nữ mệnh Giáp Dần luôn mong ước bản thân sẽ trải qua một mối tình lãng mạn, ngọt ngào như trong các cuốn tiểu thuyết tình yêu. Họ thích lưu giữ và luôn tỏ ra trân trọng những giây phút ấm áp bên người yêu. Tính cách nhiệt tình, phóng khoáng của nữ mệnh Giáp Dần khiến tình yêu luôn tràn đầy sự mới mẻ. Tuy nhiên, phụ nữ tuổi Giáp Dần dễ bị khống chế bởi sự ghen tuông, bản năng muốn chiếm hữu đối phương. Nét tính cách này khiến cho người yêu của họ cảm thấy khó chịu hay thậm chí là sợ hãi. Nếu không sớm khắc phục những nhược điểm này, họ sẽ khó tìm được bến đỗ hạnh phúc của đời mình. Vốn là con người năng động, phụ nữ tuổi Giáp Dần mong ước có một cuộc sống hôn nhân sôi động. Chính vì thế họ sẽ tỏ ra chán ghét sự đơn điệu, nhạt nhẽo trong gia đình. Phụ nữ tuổi Giáp Dần không thể chịu đựng được sự cô đơn, nên họ luôn mong chồng mình sẽ hết mực yêu thương, âu yếm họ như những ngày đầu mới yêu nhau. Họ sẵn lòng quán xuyến mọi công việc trong nhà, để người chồng có thể tập trung vào sự nghiệp. Đôi khi họ sẽ tỏ ra chuyên chế, khắt khe với mọi người trong gia đình, để cuộc sống gia đình trở nên thân thiết, gần gũi, họ phải tỏ ra khoan dung hơn. Nữ mệnh Giáp Dần sinh vào các tháng 4, tháng 9 và tháng 12 âm lịch, thì tình duyên có thể sẽ phải trải qua nhiều thử thách đắng cay thì mới có được hạnh phúc. Nếu vẫn cố gắng vượt qua những khó khăn và tin tưởng vào tình yêu, thì đến lần tình duyên thứ 3, họ nhất định sẽ có được niềm vui trọn vẹn. Sinh vào các tháng 1, tháng 2, tháng 5, tháng 8 và tháng 10 âm lịch, thì nữ mệnh Giáp Dần trong tình yêu sẽ gặp phải nhiều khó khăn. Sau kết hôn, cuộc sống có đôi phần vất vả, nhưng nếu cố gắng làm ăn thì vận may sẽ tới. Còn sinh vào tháng 3, tháng 4, tháng 6 và tháng 11 âm lịch,
thì phụ nữ Giáp Dần sẽ có một cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn, người chồng hết mực yêu thương vợ, gia đình hòa thuận, con cái hiếu thảo. Nam mệnh Giáp Dần sở hữu cái tôi lớn, nên họ không thích bị chi phối trong tình yêu, ngược lại họ muốn chủ động chinh phục, để người con gái họ yêu hoàn toàn lệ thuộc vào họ, họ rất hào phóng trước những yêu cầu của người yêu. Nam giới tuổi Giáp Dần không phù hợp với những người có tính tự lập cao, chỉ thích những cô gái ngoan ngoãn, ngây thơ, ngay cả sau khi kết hôn, họ vẫn sẽ hết mực cưng chiều vợ con, tuy nhiên họ vẫn tỏ ra khá gia trưởng, luôn đòi hỏi vợ phải nhẫn nhịn trước tính khí nóng nảy của mình. Cuộc sống hôn nhân của nam mệnh Giáp Dần sẽ nhanh chóng tan vỡ nếu họ không học được cách cảm thông và lắng nghe ý kiến của vợ. Nam mệnh Giáp Dần là những người có cung tình duyên may mắn, thuận lợi, dù được nhiều người theo đuổi để ý, nhưng họ ít khi rung động trước bất kỳ người nào. Đối với họ, tình yêu đích thực phải dựa trên sự gắn bó, tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau. Xét về phương diện sức khỏe, Giáp Dần sức khỏe rất tốt, tuy nhiên lại thường mắc các vấn đề về gan. Gan đóng vai trò chủ đạo trong việc điều tiết âm dương, nóng lạnh, điều tiết máu. Người mệnh này cũng hay bị ứ huyết, ảnh hưởng đến tinh thần, hay bị đau đầu, chóng mặt, hay mắc các bệnh về thần kinh, lại hay ghen ghét, đố kỵ mà nổi nóng. Vì thế cần chú ý giữ tinh thần thoải mái, tự mình kiểm soát cảm xúc của bản thân để giữ gìn sức khỏe. Tiếp theo sau đây sẽ là vận trình lưu niên người tuổi Giáp Dần sinh 1974, cụ thể như sau. Vận trình tử vi tuổi Giáp Dần 1974 gặp năm Tý. Xem vận trình lưu niên của Giáp Dần thấy rằng năm Tý không phải là khoảng thời gian thuận lợi đối với Giáp Dần. Nhiều chuyện bất ngờ xảy ra, đòi hỏi mệnh chủ phải tập trung cho công việc, tránh để lộ sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng, tài lộc cũng không vượn, thậm chí có thể gặp phải họa phá tài bất cứ lúc nào. Vì thế cần hạn chế tranh chấp, cạnh tranh, cần phải nắm chắc lợi thế của mình. Vận trình tử vi tuổi Giáp Dần 1974 gặp năm Sửu. Năm này mệnh chủ có cơ hội đón được nhiều tin vui, cần nắm chắc cơ hội, chớ nhường vào tay kẻ khác, đầu năm có thể sự cố sẽ xảy ra. Song nếu khắc phục được thì vận trình từ đó hanh thông, trong năm mệnh chủ có thể mắc chứng đau đầu nhưng không đáng ngại, có thể tự làm lành bệnh. Vận trình tử vi tuổi Giáp Dần 1974 gặp năm Dần. Xem vận trình lưu niên của Giáp Dần, trong năm mệnh chủ sẽ gặp phải nhiều trở ngại như kinh doanh khó khăn, công danh khó cầu, chìm nổi bất định. Thời điểm này mệnh chủ cần phải tự tìm cho mình động lực để vươn lên, gặp rắc rối chớ nản chí kẻo cuối cùng công sức từ trước đến nay đổ sông đổ bể. Vận trình tử vi tuổi Giáp Dần 1974 gặp năm Mão. Năm này có các tinh chiếu mệnh nên tai họa được giảm bớt, mệnh chủ cần biết thế nào là đủ để dừng lại đúng lúc. Chớ nên tham lam kẻo cuối cùng tự rước lấy rắc rối, khi gặp chuyện không như ý, cũng chớ nên bi quan, tinh thần tích cực sẽ giúp mệnh chủ vượt qua mọi khó khăn. Vận trình tử vi tuổi Giáp Dần 1974 gặp năm Thìn. Căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, năm này hung vận lấn át cát vận, vận trình lên xuống thất thường, tài vận không hanh thông, làm việc gì cũng khó. Trong năm mệnh chủ nên chuyên tâm với công việc của mình, chớ vội đưa ra những quyết định lớn, hành sự thận trọng, tránh gây thù chuốc oán với người khác. Vận trình tử vi tuổi Giáp Dần 1974 gặp năm Tỵ. Vận trình của Giáp Dần thiên về ổn định trong năm này, tuy là người có tài năng, có năng lực nhưng chưa chắc đã gặp được cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Trong quá trình làm ăn, cần tìm hiểu kỹ đối tác để tránh vướng phải rắc rối về sau. Vận trình tử vi tuổi Giáp Dần 1974 gặp năm Ngọ. Năm này vận trình hanh thông, con giáp này có cơ hội bước S trang mới của cuộc đời khi sự nghiệp thăng tiến, tiền vào như nước trong thời điểm thuận lợi. Mệnh chủ nên chủ động và quyết đoán hơn trong việc đầu tư để thu về lợi lộc. Song phương diện kết giao cần chú ý, nếu không dễ tin làm kẻ xấu dễ bị lợi dụng tiền bạc. Vận trình tử vi tuổi Giáp Dần 1974 gặp năm Mùi. Năm này tài lộc có thức thoát nhưng không đáng ngại, bệnh tật tuy có nhưng là bệnh vặt. Chỉ cần chú ý giữ gìn thì sẽ tự khỏi, thời điểm này nếu chủ động bôn ba, cả tình duyên và sự nghiệp đều có bước phát triển tích cực, hãy chú trọng phát triển các mối quan hệ xã giao, thêm bạn bớt thù, như vậy thì sẽ dễ được quý nhân nâng đỡ. Vận trình tử vi tuổi Giáp Dần 1974 gặp năm Thân. Năm này, mệnh chủ cần xác định tinh thần đối diện với nhiều khó khăn, đầu năm do có họa tiểu nhân rình rập nên làm gì cũng cần cẩn thận. Giữa năm nhiều sự cố xảy ra, khiến mệnh chủ phải bôn ba vất vả, cuối năm tuy tài lộc có khởi sắc nhưng cũng phải lao lực, cố gắng nhiều. Vận trình tử vi tuổi Giáp Dần 1974 gặp năm Dậu. Xem vận trình lưu niên của Giáp Dần,
Năm Dậu có các tinh tử vi soi chiếu, mệnh chủ hành sự hanh thông, cả sự nghiệp và tài lộc đều có bước phát triển đáng kinh ngạc. Tuy nhiên con giáp này chớ nên lơ là hoặc kiêu ngạo, kẻo kẻ xấu có thể nhân cơ hội hãm hại bất cứ lúc nào, khiến thành tích bấy lâu nay thành công cốc. Vận trình tử vi tuổi Giáp Dần 1974 gặp năm Tuất. Giáp Dần sẽ gặp được nhiều như ý muốn trong năm Tuất, nếu tích cực ra ngoài, không ngại vất vả thì ắt kiếm được tiền bạc và công danh. Tuy nhiên chỉ cần chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên cố gắng quá sức, khi ra ngoài cần tránh vướng chuyện thị phi, khiêm tốn học hỏi mọi người xung quanh thì sẽ được hưởng lợi. Vận trình tử vi tuổi Giáp Dần 1974 gặp năm Hợi. Vận trình năm này không mấy tốt đẹp, mệnh chủ cần tỉnh táo để đưa ra những quyết định quan trọng, không nên nóng nảy hành xử theo cảm xúc nhất thời. Việc cầu tài cầu phúc cần hết sức thận trọng, không nên chạy theo xu hướng thị trường, chú ý phát triển thế mạnh của mình. Và ngay bây giờ, không để quý khán giả phải chờ đợi thêm nữa, xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải chi tiết về vận trình tử vi theo từng tháng sinh âm lịch của tuổi Giáp Dần 1974, cụ thể như sau. Vận mệnh của người tuổi Giáp Dần 1974, sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch, tức tháng Giêng, là tiết Tân Xuân, người này ra vận hưng phát, phú quý cát tường, con hiền, cháu thảo, tháng 1 âm lịch trùng với thời điểm Tết đến xuân về, nên người này cũng có tính cách chính trực, lương thiện, có ý chí kiên định, vững vàng, gia đạo an yên, hưng vượng vô cùng, từ khi sinh ra, đã được hưởng vinh hoa phú quý. Người này có số thăng quan, phát tài, thông minh, tài giỏi, ở trên vạn người, không phải chịu sự quản thúc của người khác, con cái có hiếu, tương lai rộng mở, người này được trưởng bối yêu thương và giúp đỡ rất nhiều, có con đường phát triển hanh thông, vượng phát. Có thể nói, người cầm tin con hổ mà sinh tháng Giêng thì quả là tháng sinh đại cát của 12 con giáp, vừa sinh ra đã được hưởng phúc khí kéo dài cho đến hết cuộc đời. Vận mệnh của người tuổi Giáp Dần 1974, sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh chập, là thời điểm xuất lực dụng võ, thể hiện sức mạnh cá nhân, người tài trí hơn người, dùng mưu như thần. Việc gì đã quyết là tất sẽ thành, có tài kinh băng tế thế, có thể thống lĩnh đại quân, lãnh đạo vạn người, vận mệnh của người này vô cùng tốt đẹp, tài năng xuất chúng. Họ có thể làm nên đại nghiệp kinh thiên động địa, vừa có đức, lại vừa có tài, vừa có trí, lại vừa có dũng, vừa có trung lại vừa có hiếu. Quả thực không thể có điều gì khiến cho người này lùi bước, họ có khả năng trở thành lãnh đạo, là tấm gương để người người noi theo, được kính nể và ngưỡng mộ, cũng được yêu quý rất nhiều. Vận mệnh của người tuổi Giáp Dần 1974, sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch cũng trùng với tiết Thanh Minh, đất trời giao hòa, chịu ơn mưa móc, người tuổi Giáp Dần được hưởng lộc đất trời, nên có khí thế xung thiên, lập nên nhiều công trạng, hoạn lộ hanh thông, vạn người ngưỡng vọng, người này tiền vận không được tốt cho lắm, từ sâu tuổi trung niên thì điểm khởi phát không gì có thể ngăn cản được, thăng tiến nhanh như vũ bảo. Người cầm tin con hổ sinh vào tháng này, trời sinh thông minh, đỉnh ngộ, dù làm bất cứ việc gì cũng đạt được thành tích cao tới bất ngờ, đường công danh sự nghiệp vượng phát, có địa vị cao trong xã hội. Vận mệnh của người tuổi Giáp Dần 1974, sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch rơi vào tiết Lập Hạ, thời tiết nóng bức, sông cây cối lại sung xuê, tươi tốt, người này được hưởng phú quý, cả đời không phải lo phiền, con cháu hiền hòa, hiếu thảo, người cầm tinh con hổ sinh vào tháng 4 âm lịch, xem tử vi thì có phúc tướng, gia đình yên ấm, hạnh phúc, vợ chồng yêu thương, giúp đỡ nhau nhiều trong cuộc sống. Người này trong công việc gặp nhiều thuận lợi, được quý nhân tương trợ, thăng quan, tiến chức trong tầm tay, cả đời tiêu dao tự tại, chuyện gì cũng hanh thông, không phải lo phiền. Vận mệnh của người tuổi Giáp Dần 1974, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết Mang Trùng, vận mệnh của người này khá tốt, con người có phong độ, có uy nghiêm riêng, văn võ song toàn, can đảm hơn người, biết tiến, biết lùi, giỏi ăn nói và giỏi đối nhân xử thế, bất cứ chuyện gì cũng đều lên kế hoạch rõ ràng, nhờ thế đạt được nhiều thành tựu, tay trắng lập nghiệp, thành công vang dội, phú quý đầy nhà. Người người ngưỡng vọng, người này không được hưởng phúc lộc tổ tiên để lại, song bù lại có tinh thần tự lập cao, mọi chuyện đều dựa vào chính sức mình, nhờ có tài năng hơn người, có ý chí và lòng can đảm, lại được quý nhân nâng đỡ, nên họ giành được nhiều thành công trong cuộc sống, tính cách ngay thẳng, cũng rất nghiêm khắc, đạt được quyền thế vững vàng. Tuy nhiên, tính khí người này có phần nóng nảy, nên dễ đắc tội với người, nên cải thiện điều này để tránh nảy sinh xung đột, mâu thuẫn nghiêm trọng. Vận mệnh của người tuổi Giáp Dần 1974, sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tiết Tiểu Thử trong năm, tiết trời khô hanh,
làm gì cũng khó. Cũng chính nhờ thế mà người này ý chí hơn người, có dũng khí, cũng có lòng quyết tâm, hiếm người sánh bằng. Có điều ý chí không thiếu, mà tài lực gấp phần ít ỏi, nên mưu sự khó thành, hành sự nhiều khó khăn. Vận mệnh của người này khá trắc trở, phải trải qua nhiều sóng gió, cũng khó bề làm nên cơ nghiệp. Người này có tinh thần nghĩa hiệp, không khoanh tay trước chuyện bất bình, nếu có thể, sẽ giúp đỡ tới cùng, có ý chí, có quyết tâm. Song một đời nhiều lần thất vọng, khi ước mơ khó lòng thực hiện, bản thân tài lực không đủ, lại không may mắn có quý nhân giúp đỡ, người này có thể gặp phải chuyện tang tóc, mất đi người phối ngẫu. Vận mệnh của người tuổi Giáp Dần 1974, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch rơi vào tiết Lập Thu, xem vận mệnh của người này có tính cách mạnh mẽ, kiên định, gan dạ, dũng cảm, có tinh thần trách nhiệm cao, dù có khó khăn đến đâu, họ vẫn quyết tâm chinh phục và giành được những thành công đáng kể. Người này có ý chí không thể khuất phục, cũng có tài trí hơn người, họ là người phóng khoáng, nhiệt tình, năng giúp đỡ mọi người, vì chính nghĩa mà chẳng từ nam. Tuy nhiên, tổ nghiệp phúc mỏng nên tiền vận gặp nhiều trắc trở, từ trung vận trở đi, dựa vào nghị lực của bản thân và tài năng sẵn có mà tay trắng làm nên cơ nghiệp, được người người kính nể. Vận mệnh của người tuổi Giáp Dần 1974, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch trong năm là tiết Bạch Lộ, là thời khắc đất trời huy hoàng, nên người này có tài năng xuất chúng, có tài nhìn xa trông rộng, đoán định tương lai, lại có tài văn chương cái thế, một tay nâng đỡ cả thiên hạ, được bao người ngưỡng vọng, trí tại bốn phương, hào sảng phóng khoáng, gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý. Sinh vào tháng 8 âm lịch, người cầm tin con hổ là chúa tể rừng xanh, khi mà có thiên tư đỉnh ngộ, mưu sự siêu việt, tài năng văn chương xuất chúng, lại có khả năng nhìn xa trông rộng. Vậy nên, nắm bắt được nhiều thời cơ hiếm có, cả đời được trọng vọng, vang danh bốn bể, ý chí ngất trời. Song người này có phúc lộc, tổ tiên bạc nhược, nên cả đời phải tự lực tự cường, dựa vào bản thân là chính. May sao có quý nhân tới giúp sức phần nào, nên gặp hung hóa cát, vận trình dần dần hưng vượng, vạn sự đại cát, công thành danh toại. Vận mệnh của người tuổi Giáp Dần 1974, sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tiết Hàn Lộ, người này mãn phúc kinh luân, học cao hiểu rộng, chỉ hiềm sinh không gặp thời, nên mưu sự khó thành. Chính vì thế mà họ chỉ cầu bình an, có phần an phận thủ thường, chứ không mơ tưởng về đại nghiệp, thậm chí còn có ý từ bỏ cõi hồng trần, tu thân, xóa bỏ tạp niệm. Người này tài trí hơn người, thông minh, linh hoạt, học hành giỏi giang, trí tuệ uyên bác, chỉ có điều họ không đủ thực tế, chỉ biết học suông, chứ không áp dụng được kiến thức vào đời sống, khả năng tự lập kém, khá dựa dẫm, ỷ lại, chỉ mong đi theo người khác, chứ không muốn tự mình lập nghiệp. Thêm nữa, người này mắc chứng tự cao tự đại, nên làm gì cũng khó, nhiều cản trở, không được quý nhân đoái thương, có tài mà chẳng có nơi dụng võ. Chỉ biết cảm thán thế sự không chịu lòng người, nếu biết sửa đổi tính này, tự lập hơn, dám chịu khó, chịu khổ, thì có thể sẽ làm nên đại nghiệp. Vận mệnh của người tuổi Giáp Dần 1974, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch tức tiết Lập Đông, vận mệnh của người này tuy rằng vất vả, nhưng không được như ý, có tài năng, có trí tuệ, song sinh chẳng gặp thời, phải tha hương cầu thực, bôn ba ngược xuôi, song lực mỏng, phải dựa vào người khác mới mong có thể lập nghiệp. Số kiếp người này phải xa nhà, xa người thân, chịu nhiều khó khăn, vất vả, công sức bỏ ra nhiều, nhưng thành quả hưởng chẳng bao nhiêu, họ là người trọng nghĩa khí, tính khí cũng hiền hòa, nho nhã, nếu có thể tìm được người hợp tác đáng tin cậy, thì vận trình có thể khởi sắc, sự nghiệp có niềm khởi phát, nếu không thì vất vả cả đời, nhưng cũng không đạt được thành tựu gì đáng kể. Vận mệnh của người tuổi Giáp Dần 1974, sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tiết Đại Tuyết, vận mệnh cuộc đời của người này chịu nhiều trắc trở, gặp phải nhiều chuyện không như ý, thậm chí có thể vướng phải tai nạn bất ngờ như bệnh tật, tai nạn, họa lao tù, mưu sự khó thành, nhiều nỗi ưu sầu, vạn sự cẩn trọng là hơn. Cuộc đời của người này phải trải qua nhiều tai ách, lại không được quý nhân để mắt, nâng đỡ ít nhiều, nên cả đời bôn ba ngược xuôi. Tuy nhiên, nếu cố gắng hết mình, thì dù không làm nên sự nghiệp gì vẻ vang, to lớn, song cũng không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Trong mệnh có điểm báo hiểm họa lao tù, nên người tuổi này cần phải lưu ý cẩn trọng khi hành sự, chớ lơ là cảnh giác, kẻo sẽ vướng phải tai họa từ trên trời rơi xuống. Người này cũng thích một mình, tính tình quỷ quái, vậy nên các mối quan hệ xã giao không được tốt và sự nghiệp bị ảnh hưởng phần nào, khó giành được thành công, mối quan hệ gia đình cực kỳ phức tạp, song nếu sinh vào giờ tốt thì vẫn có thể xoay chuyển vận mệnh, giảm bớt tai ương. Vận mệnh của người tuổi Giáp Dần 1974, sinh tháng 12 âm lịch.
Tháng 12 âm lịch, tức tháng Chạp, rơi vào tiết Tiểu Hàn, vận mệnh của người này hung nhiều, cát ít, cơm áo chẳng được đủ đầy, tâm trí nhiều điều lo lắng, ra đời bị tiểu nhân vây hãm. Cần chú ý đề phòng kẻ xấu ném đá sau lưng, hãy nên ăn phận thủ thường, cẩn trọng trong mọi chuyện để giữ sự an toàn cho bản thân, nếu không sẽ đi vào con đường khổ cực trăm bề. Cuộc đời của người này nhiều sóng gió ưu tư, trong đời chẳng được hưởng cảnh thái bình, cả đời sống trong bóng tối, mờ nhạt, chẳng mấy người biết đến, khó có được thành tựu đáng kể. Nên tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, năng kết giao bạn bè, để vượng vận quý nhân, nhờ quý nhân nâng đỡ, có thêm cơ hội thể hiện tài năng, may ra ước nguyện, có sự nghiệp, công danh thăng tiến. Quý vị thân mến, trên con đường nhân sinh, ai ai cũng đều không biết trước mình sẽ gặp phải khó khăn trắc trở hay thất bại gì. Cũng có những việc khi đã đi gần hết chông gai rồi, lại bởi vì một chút khó khăn cuối cùng mà sụp đổ, từ bỏ, thực sự là vô cùng đáng tiếc. Khi gặp những trắc trở trên đường đời, hãy suy ngẫm 4 điều dưới đây, nội tâm chúng ta nhất định sẽ thông suốt hơn, phúc phận tự nhiên sẽ đến. 1. Mọi việc chớ nên cưỡng cầu. Trong tác phẩm Phá Diêu Phú, tác giả Lã Mông Chính viết, giàu sang thì ai cũng muốn, nhưng phúc lộc thì sao có thể cưỡng cầu, con người thế gian cả đời đa phần đều theo đuổi danh và lợi. Vì để có được danh và lợi, có người còn không từ một thủ đoạn tồi tệ hay phương pháp bất chính nào, nhưng cổ nhân thường nói, mệnh lý hữu trung tu hữu, mệnh lý vô mạc cưỡng cầu. Nếu trong mệnh được an bài là có thì cuối cùng sẽ có, còn trong mệnh không có thì cho dù có cưỡng cầu như thế nào đi nữa cũng không chiếm được những điều nên đến, những người nên gặp, đến lúc thích hợp sẽ tự nhiên đến. Chúng ta chỉ cần dụng tâm làm tốt những việc cần làm, hoàn thành tốt bổn phận, chức trách của bản thân là được rồi. Trong Đạo Đức Kinh viết, thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, thiện cao nhất như nước. Nước có thể làm lợi vạn vật mà không tranh giành, nước là biểu hiện rất cao của sự thiện lương nơi thế gian, nuôi sống vạn vật, lại nguyện ý ở chỗ thấp. Nếu một người có thể làm được như thế, thì phúc lộc không cưỡng cầu cũng tự đến, đó cũng chính là đạo lý, thiên đạo vô thân. Thương giữ thiện nhân, đạo trời là công bằng, không thiên vị bất kỳ ai, nhưng người lương thiện phù hợp với đạo trời, nên như là được trời giúp. 2. Minh bạch điều bản thân theo đuổi. Sách Thái Căn Đàm viết, thế sự như ván cờ tranh đấu thắng thua, thay đổi thất thường, con người một khi đã tham gia vào thì thường sẽ bị mê hoặc ở trong đó. Chỉ có người không chơi, đặt bản thân ở bên ngoài mới có thể rõ ràng minh bạch, con người sống trên đời cũng giống như sinh sống trong một cái bình, bị phong bế ở trong truy danh trục lợi, cả đời bận bịu, chỉ khi phá tan được cái bình ấy người ta mới có thể hiểu được chân lý đời người. Đạt tới cảnh giới siêu phàm, chỉ khi tất cả những giấc mơ tan vỡ, người ta mới nhận ra rằng hết thảy chỉ là hư không. Gia Cát Lượng từng viết trong Giới Từ Thư rằng, phi đạm bạc vô dĩ minh trí, phi chữ tĩnh vô dĩ trí viễn, không theo đuổi danh lợi, sống cuộc sống đơn giản mộc mạc, thì mới hiển lộ ra chí hướng của bản thân, không theo đuổi sự náo nhiệt, trong tâm an bình thanh tĩnh, thì mới có thể đạt được mục tiêu rộng lớn. Trong cuộc đời, ai ai cũng đều phải trải qua rất nhiều sự tình, sẽ có được danh lợi tài phú, sẽ có được tình yêu, tình thân, nhưng đừng để tâm chấp nhất, dính mắc vào nó, đời người bất quá chỉ mấy chục năm, vội vàng mà trôi qua, cho dù chúng ta có bất kể thứ gì thì cuối cùng cũng hóa thành cát bụi. Chỉ khi chúng ta minh bạch được bản thân mình thực sự nên theo đuổi điều gì, thì cuộc sống mới có ý nghĩa, đó chính là phúc vận lớn của đời người. 3. Học cách tĩnh tâm, hưởng thụ cuộc sống. Trong tác phẩm Tiểu Song U Ký có viết, niềm vui sướng lớn nhất của cả đời người không gì lớn hơn là đọc được một cuốn sách tốt, kết giao được với người lương thiện, sống chất phát, không màng danh lợi. Phúc vận tốt nhất của cả đời người không gì lớn hơn là được ngồi trong vườn bình hòa tĩnh lặng mà thưởng trà, dâng hương, an hưởng phúc. Trang Tử cũng từng viết trong Đạt Sinh rằng, người thực sự hiểu được ý nghĩa của đời người sẽ không lãng phí thời gian quý giá của cuộc đời này, sẽ không đi theo đuổi những thứ không có giá trị đối với sinh mệnh. Con người dành cả đời để truy cầu những điều không có giá trị, đối với sinh mệnh chi bằng tĩnh hạ tâm xuống, hưởng thụ cuộc sống, như thế cũng là phúc vận tự nhiên đến. 4. Học buông bỏ, thuận theo tự nhiên. Sách Thái Căn Đàm viết, tranh giành danh lợi với người khác, thậm chí bằng mọi giá để đạt được danh lợi, nhưng con người lại chưa từng nghĩ trong quá trình tranh giành ấy có quá nhiều thứ mất đi. Mặc dù có sống lâu trăm tuổi, nhưng mỗi ngày đều là sống vội vội vàng vàng, long đong lật đật, chưa từng suy nghĩ đến ý nghĩa của sinh mệnh mình. Sống như vậy cũng giống như người không sống thọ mà thôi, khi chúng ta hiểu được sự tình và sự vật mà bản thân nôn nóng theo đuổi trong cả đời. Hơn nữa, sau khi suy nghĩ được ý nghĩa của việc con người vì sao mà sống trên thế gian này, thì chúng ta sẽ phát hiện ra rằng, danh và lợi mà chúng ta khổ tâm truy cầu cuối cùng chỉ là hư ảo. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi.
Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.